Đây là hình ảnh của biển Vũng Tàu mùa Covid nè mọi người. Biển quá buồn, có người tắm nhưng mà ít người tắm mọi người. Và cũng có thưa thớt người thôi. Biển hoàng hôn khá đẹp đó. Có vài người lác đác ở trên bờ kè thì cũng không có nhiều người.